Ê thằng đeo kính, 50 vạn này, thế bảo 100 vạn, ngân hàng hết tiền không rút được. Ông thông cảm nhé, cậu đùa tôi à, ngân hàng mà hết được tiền à, cậu điêu nó vừa thôi, lừa trẻ con à. Tôi hết tiền chứ không phải ngân hàng hết tiền, ở thế còn nghe được chứ, thôi được rồi, đã ra đèn này. Đây này, xem viên này được không? Viên này hả, bé quá không lấy đâu, bé nhưng mà nó tốt lắm đấy, tôi sẽ chọn viên khác. Hay là viên này, đây rồi, đã ra đèn này. Tôi lấy viên này nhé. Không được đâu, ông cắt đi cho tôi, chắc chắn chúng lớn, làm nhanh lên đấy. Cậu cứ yên tâm đi. A few moments later. Ngon rồi. Lại ngon nữa rồi này. Lại trúng ngọc nữa rồi. Trúng lớn rồi. Thôi đéo bán nữa đâu. Thằng này thế đéo nào đỏ thế nhỉ? Mình cắt thì toàn xịt không à. Các bạn xem này. Ngọc loại một luôn này các bạn. Từ mai tôi sẽ tăng giá đấy nhé.